Rồi, ok, mình sẽ nhập vô mục vay tiêu dùng ha. Và đây là cái sản phẩm mình mới vừa vay về tín chấp online. Đó. Thì đây là cái sản phẩm mới vừa xong ha. Đây là sản phẩm vay tín chấp online mới vừa vay xong. Đó, cái số tiền vay của mình là 5 triệu. Cái ngày vay là ngày 23 mới qua ấy nè, ngày đáo hạn là ngày 23 tháng 9. Đó. Lãi suất là 9.5. Mình sẽ nhấp vô một ba chấm để mình xem cái lịch trả nợ nha. Mình sẽ nhấp vô cái mục là xem lịch trả nợ nè. Đó. Cái ngày thanh toán của mình là ngày 28 tháng 3 mới vừa vay xong ha. Dư nợ nè. Cái số tiền gốc, số tiền lãi hàng tháng của mình nè, và cái tổng số tiền mình cần được thanh toán, và cái dư nợ hiện tại còn lại đó. Xong các bạn. Rồi, ok, mình chào các bạn đã quay trở lại với kênh Lúa Miền Tây ha. Thì video hôm nay Lúa xin chia sẻ đến quý vị các bạn cách vay tín chấp ha trên app Sacombank đó, dành cho những bạn mà đang chi lương ha, các bạn đang chi lương bên ngân hàng Sacombank. Mình có thể lên app Sacombank này mình vay ha. Thì các bạn khi gặp vào mục là giao dịch nè, các bạn kéo xuống mục là dịch vụ ngân hàng ha. Rồi, ok, các bạn nhấp vô cái mục là vay tiêu dùng giúp mình ha. Bước này mình sẽ nhập mật khẩu. Đó, nó đưa mình vào bên trong. Rồi, ở trên là nó có cái sản phẩm nè, mình sẽ nhấp vô cái chỗ là thêm khoản vay nha. Đó, mình nhấp vô chỗ thêm khoản vay giúp mình. Đó, ở đây có ba mục là vay cầm cổ sổ tiết kiệm, vay tiêu dùng và vay tín chấp từ lương nè. Mình nhấp vô chỗ vay tín chấp vay tín chấp từ lương nha. Đó, mình sẽ nhấp vô đây. Rồi. Ok, ở đây nó là nó tổng số tiền mình được vay là khoảng 50 triệu nha các bạn. Thì ở chỗ tôi muốn vay nè, các bạn muốn vay bao nhiêu thì các bạn có thể nhập vô đây ha, mà phải là dưới 50 triệu nha. Nó hoặc là bằng 50 triệu. Đây mình vay thử 5 triệu cho các bạn xem nha, mình làm video hướng dẫn nha. Ở đây cái sản phẩm vay của mình là có 6 tháng nè. Đó, và 12 tháng và 18 tháng. Đó, tùy vào cái mức độ vay lâu hay chậm thì nó lãi nó khác nhau nha. Ở đây mình nhấp vô 6 tháng thử cho các bạn xem nha. Với số tiền vay là 5 triệu. Rồi, mình sẽ chọn cái mục đích vay là vay tiêu dùng. Rồi, mục thứ hai là tài khoản ghi tài khoản để mình nhận. Thì mình sẽ nhấp cái tài khoản mình nhận vô. Đó. Rồi, cái phương thức tính lãi mình sẽ chọn phương thức là giảm vốn nha các bạn. Đây, mình nhấp vô chỗ giảm vốn nè. Đó, rồi, các bạn điền đầy đủ các ô xong. Đó, các bạn sẽ kéo xuống bên dưới để mình coi lãi suất ha. Hiện tại mình vay 5 triệu lãi suất thì nó sẽ là 9.5% trên năm ha. Đó, thì ở đây nó có cộng biên độ lên đây ha. Rồi, thì mình sẽ xem xong, mình sẽ chọn các bạn nè. Ở đây 12 tháng thì lãi suất nó lại khác nha. 12 tháng thì lãi suất nó là 10.05% nè. Đó, 18 tháng thì nó 11.% trên năm. Rồi, thì mình sẽ nhấp lại 6 tháng để mình làm cái lãi suất 6 tháng cho các bạn xem ha. Ở đây lãi suất 6 tháng của mình thì là 9.5% trên năm. Đó, sau khi bạn chọn xong thì các bạn nhấp ô tiếp tục. Đó, ở đây nó kêu mình đọc cái điều khoản thì mình sẽ kéo xuống hết bên dưới như thế này để mình đọc ha. Mình đọc xong đó, thì các bạn sẽ test vô chỗ là tôi đã đọc và đồng ý điều khoản ha. Xong các bạn sẽ nhấp vô cái chỗ là gửi yêu cầu. Đó, thì đây là những cái thông tin của mình nó hiện lên như thế này. Bạn kiểm tra lại xong các bạn nhấn vô ô xác nhận ở bên cuối cùng nha. Rồi, ok, bước tiếp theo mình sẽ xác nhận mã OTP nha. Mình sẽ dùng mã OTP các bạn. Các nào mà bạn nào không có mã OTP thì các bạn dùng tin nhắn trực tiếp nó gửi từ tin là xong. Đây khoản vay mình đã được giải ngân thành công nè, vay gửi vô tài khoản của mình. Đó. Xong, mình sẽ đóng lại, mình thoát ra mình để mình vô trang chủ mình coi là cái số tiền vừa vô tài khoản cho các bạn xem ha. Đây mình sẽ thoát ra, mình về trang chủ nè. Và đây là cái trang chủ của mình ha. Mình sẽ vô mục quản lý thẻ tài khoản cho các bạn xem nha. Vô nhấp vô mục quản lý thẻ tài khoản. Mình sẽ kéo qua ngay cái tài khoản của mình nè. Đây là những cái thẻ của mình ha. Tài khoản mình là tài khoản nhận nợ là tài khoản này nha. Mình nhấp vô thì số tiền 5 triệu mình đã được vô rồi ha. Rồi, ok, mình sẽ nhập vô mục vay tiêu dùng ha. Và đây là cái sản phẩm mình mới vừa vay về tín chấp online. Đó. Thì đây là cái sản phẩm mới vừa xong ha. Đây là sản phẩm vay tín chấp online mới vừa vay xong. Đó, cái số tiền vay của mình là 5 triệu. Cái ngày vay là ngày 23 mới qua ấy nè. Ngày đáo hạn là ngày 23 tháng 9. Đó. Lãi suất là 9.5. Mình sẽ nhấp vô một ba chấm để mình xem cái lịch trả nợ nha. Mình sẽ nhấp vô cái mục là xem lịch trả nợ nè. Đó. Cái ngày thanh toán của mình là ngày 28 tháng 3 mới vừa vay xong ha. Dư nợ nè. Cái số tiền gốc, số tiền lãi hàng tháng của mình nè. Và cái tổng số tiền mình cần được thanh toán và cái dư nợ hiện tại còn lại. Đó, xong các bạn. Rồi, ok, video mình đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem và theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye bye các nha.